Sáng ngày 3 tháng 11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 11, tại khu vực km 79+700 tuyến quốc lộ 8A, địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang Lê Anh Tuấn, sinh năm 1994, quê xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp là hồng phiến và 100 gram ketamin được cất giấu trong túi xách mà Tuấn mang bên mình. Bước đầu, đối tượng Lê Anh Tuấn khai nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người ở Lào về tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.